Xin chào các bạn đang đến với câu chuyện Vì đâu nàng tình như thế phần phụ bản. Đây là thuộc phần cuối của truyện Phi ái bất khả, không yêu là không thể của Vô Triết, kể về chuyện cặp đôi của Từ Tiểu Thiên và Lạc Hiên. Không biết là cái câu chuyện này mình tìm trên mạng thì không thấy, không biết là đã có nhà nào dịch bộ này chưa thì các bạn có thể tìm đọc. Sự tình của câu chuyện bắt đầu từ một tin nhắn của Kiều Dương gửi cho Từ Tiểu Thiên, nội dung như sau: Lòng Tiểu phải rời nước, đã ra sân bay rồi. Từ Tiểu Thiên không kịp suy nghĩ nhiều, lao ra khỏi khu siêu thị là gọi cho Kiều Dương ngay. Nhà Lăng Tiêu kiên quyết không chịu buông bỏ ý định bắt Lăng Tiêu đi xuất ngoại, hơn nữa tới giờ thì càng hôn đúc tinh thần cho việc này, qua thời gian mấy năm thì càng quyết chí. Chuyện này Lăng Tiêu không muốn nói thêm, Kiều Dương hiếm khi hỏi tới. Theo như lời cậu nói thì vui bao nhiêu được thì cứ vui, chừng nào có chuyện tới thì tính. Bây giờ vừa hay, nước tới chân rồi. Chuyện như vậy, bên kia đã nhận, không để Kiều Dương kịp mở miệng, Từ Tiểu Thiên phải hỏi phủ đầu: Mày còn bao lâu mới tan ca? Cổ họng của Kiều Dương nghe như khàn đi nhiều, hẳn là đã hút thuốc suốt cả tiếng rồi. Còn hơn một tiếng. Không kịp rồi, anh đã ở sân bay, 2 giờ nữa sẽ bay. Thảo địch, bây giờ tao qua liền, mày đang ở đâu? Từ Tiểu Thiên không muốn trễ nải, xoay người chạy khỏi khu siêu thị, vòng ra hành lang chạy thẳng ra ngoài. Tao đang trên xe ra sân bay. Chuyện này mày tính làm sao? Cướp hôn? Cái gì? Nhầm, cướp máy bay. Người nhà anh có ở đó không? Từ Tiểu Thiên nhảy thẳng từ cầu thang một lần xuống sàn. Mấy người bảo vệ nhìn cậu lao ra, một mực kêu ở phía sau định làm loạn hả? Cả nhà đều ở đó, tao muốn địch cả lũ. Mẹ nó cả nhà đi hết, lừa gạt mà. Kiều Dương như vừa nói vừa rống lên. Mẹ nó thật ép tao muốn giết người quá. Mẹ chờ tao, đừng có làm loạn. Tao muốn điên rồi. Từ Tiểu Thiên, nếu như anh đi thật, mẹ nó tao sẽ đốt nhà anh. Mẹ nó, mày bình tĩnh giùm tao đi, còn 2 tiếng mà, bọn mình tới sân bay mất 1 tiếng là cùng đủ thời gian. Mày chờ tao, nghe hiểu không? Thật địch, mày đừng có tính đường chết. Từ Tiểu Thiên cảm thấy là mấy năm rồi mình không chạy bộ, lao xuống từ lầu 4 chạy qua hành lang lên lòi lối đi của công nhân, chạy như điên ra bãi đầu xe ra tới đường lớn, đầu đã choáng váng mắt hoa. Một chiếc taxi rất kịp tình hình mà chạy sát bên cậu, cậu nhìn qua là thả khách. Cậu đứng bên cửa xe chờ, nhưng người từ xe xuống làm cậu hoài nghi là mình bị ảo giác, nhìn chằm chằm người ta hồi lâu. Lạc Hiên xoay người đóng cửa xe, cậu muốn đi đâu? Trời đất, sao cậu lại tới đây? Bây giờ Từ Tiểu Thiên thấy được Lạc Hiên, cảm giác người này ở bên cạnh mình, quả là một chuyện tốt đẹp, liền lao tới ôm Lạc Hiên. Hôm nay đi mua bốt, lúc đi ngang qua đây thì cảm thấy chắc là vừa đúng lúc, định đi ăn cùng cậu cho vui. Lạc Hiên không đẩy cậu ra, thấy ánh mắt sằm soi của người đi đường thì ý tứ tựa vào ngực cậu. Cậu làm sao vậy? Đừng đi. Từ Tiểu Thiên sực nhớ ra, vỗ lên cửa xe taxi nói với tài xế mở cửa xe để Lạc Hiên vào trong. Lăng Tiêu đang ở sân bay, phải rời nước. Cái gì? Lạc Hiên lấy làm kinh hãi. Không biết đầu đuôi ra sao, chỉ biết là phải ra sân bay ngay, kẻo Kiều Dương cho nổ sân bay mất. Tôi vẫn nghĩ là hai người bọn họ vốn không có việc gì, không phải đã mấy năm rồi sao? Lạc Hiên vô phố lên chỗ điều khiển để chỉnh tờ lưng, đi vòng qua quốc lộ 2. Vòng qua, đi thẳng gần hơn chứ, quốc lộ 2 là đi vòng. Tài xế nhắc nhở, bên đó kẹt xe, tôi mới từ đó sang mà, qua quốc lộ 2 đi. Lạc Hiền rất dứt khoát, vậy thì quốc lộ 2 phải nhanh, anh à, bọn em đi cứu người đó. Từ Thiếu Thiền nói thêm. Tài xế cũng nhấn chân gà xe vọt ra ngoài. Hai vị yên tâm, chỉ cần không có kẹt xe đảm bảo sẽ tới sân bay trong vòng 40 phút. Hai vị đây không phải là muốn đuổi theo máy bay chứ? Gấp hơn cả đuổi theo máy bay nữa đi cướp người. Từ Tiểu Thiên có phần đứng ngồi không yên, nhìn ra cửa sổ là nhìn Lạc Hiên. Toàn bộ người nhà Lăng Tiêu đã ở sân bay, không biết tình huống thế nào. Kiều Dương tính khí nóng này, lỡ như ông đây không cản được nó. Lạc Hiên cười, lặng lẽ cầm tay cậu. Không phải cậu ấy rất gầy sao? Thế nào mà cậu lại không cản được? Này, nó có tập võ đó, tôi đã thấy nó đập gạch rồi, một lần 3 mảnh, trên người tôi chẳng có chỗ nào chịu được chừng đó sức đâu. Từ Tiểu Thiên kéo tay Lạc Hiên về phía mình. Lăng Tiêu cũng rất trâu bò, lại còn 20 mấy tuổi rồi, sao lại để người nhà gà tới sân bay kia chứ? Tài xế từ kính chiếu hậu nhìn thấy cử chỉ của Từ Tiểu Thiên bật cười. Người trẻ các cậu bây giờ cười mở thế. Chú hâm mộ sao? Từ Tiểu Thiên cắn nhẹ ngón tay của Lạc Hiên nhìn tài xế.
Hâm mộ chứ, tuổi trẻ thật là tốt, muốn làm gì thì làm nấy. Thế tuổi như tôi rồi thì cứ phải nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ mãi rốt cuộc chẳng làm gì đến hồn. Bao gồm cả chuyện cướp người luôn sao? Tử Tiếu Thiên nhìn ra cửa sổ. Người phải cướp cũng là một cậu trai hả? Tài xế lại không thấy phản cảm, lời nói rất tự nhiên. Vâng, cướp ai mà không là cướp, đúng không? Cùng lắm thì đừng quá manh động, giải quyết nhẹ nhàng được thì tốt. Quả nhiên như tài xế nói, không tới 40 phút thì ra tới sân bay. Lúc hai người xuống xe, tài xế còn ra sức dặn dò. Các bạn trẻ nhớ kiềm chế đừng manh động. Cảm ơn chú. Tử Tiểu Thiền kéo tay Lạc Hiền ra ga quốc tế, lấy điện thoại gọi cho Kiều Dương. Không thấy người, Lạc Hiền xoay vòng tìm người. Alo, mày ở đâu rồi? Tiểu Tiểu Thiền hét vào điện thoại. Tao thấy mày. Kiều Dương cúp điện thoại, chạy từ phía sau Tử Tiểu Thiền tới, vỗ lên vai cậu một phát. Thao địch, điện thoại đang tiêu tắt máy. Còn một tiếng nữa không nhanh lên máy bay về đâu. Lạc Hiền nhìn vào biểu đồ chuyến bay. Kiều Dương thấy Lạc Hiền thì hơi sửng sốt, nhưng không cố ý hỏi rằng vì sao cậu ấy lại đến. Bây giờ cậu đang rối tới độ muốn tìm người đánh một trận. Mới đây, ánh điện thoại cho tao biết số chuyến bay là ở toilet. Có lẽ là đã bị phát hiện rồi, làm sao bây giờ? Mẹ nó, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bố Lăng Tiêu bảo là em của ông nội ánh gì gì đó ở nước ngoài trở lại, cả nhà đều đi đón. Ánh đi theo, kết quả là phải lên máy bay ngay. Sắc mặt Kiều Sương rất không tốt, cau mày, trong mắt đầy tơ máu. Sao mà Lăng Tiêu không lo chạy? Không phải anh đánh nhau rất dã man hả? Mà cũng không cự tuyệt được bố ông. Tử Thiếu Thiền không nhìn được phải hỏi một câu, bọn họ đã thấy qua Lăng Tiêu đánh nhau rồi. Trong tình thế này có ra tay thật thì bố anh cũng không là đối thủ. Dĩ nhiên anh không thể ra tay với bố mình, nhưng mà vẫn chạy được cơ mà. Bố anh mang theo 5 người cảnh vệ đã về hưu, làm sao bây giờ? Tử Tiểu Thiền cắn môi suy nghĩ một hồi. Mày biết là Khiên ra chỗ cạnh cửa máy bay, người ra thì chặn lại, tao tới phòng phát thanh. Tới phòng phát thanh làm quỷ gì? Đi thông báo cho Lăng Tiêu biết là mày đã đến, để ánh liều chết mở đường máu mà đến gặp mày. Tử Tiểu Thiền xoay người tới chỗ tiếp tân. Cho người nhà anh biết luôn, muốn đi thì cũng không dễ như vậy. Lăng Tiêu tiên sinh đi chuyến bay, bạn bè ở ngoài đang chờ ở cửa máy bay, không gặp không về. Lăng Tiêu đứng ở cửa sổ quán rượu cạnh phi trường, nghe giọng nữ trên loa phát thanh truyền thế. Xoay người nhìn cả dàn người nhà đang ngồi, bố mẹ, mấy chú, thêm cả mấy thím. Kiều Dương tới rồi, con nhất định phải gặp cậu ấy một chút. Không được, bố anh không thèm nhìn tới. Đây không phải là chuyện mà bố mẹ có thể nói câu được hay không, con nhất định phải ra ngoài. Giọng nói của Lăng Tiêu rất nghiêm túc. Vậy mày thử ra ngoài đi. Lăng Tiêu không động đậy, người của bố vẫn canh ở bên ngoài. Không đi ra cũng được, còn cứ ở chỗ này vẫn tốt thôi. Không liên can, chuyến bay của chúng ta không phải là chuyến này, cứ lo nghỉ ngơi, tối mình đi. Bố Lăng Tiêu cười lạnh một cái, gương mặt phì sần mà đã trắng bệch nhìn về phía Lăng Tiêu. Bố đã sớm nói mày muốn chơi thì chơi kiểu nào cũng được, nhưng cuối cùng bố sẽ giúp mày kết thúc cuộc chơi. Chỉ còn chút nữa là tới giờ bay rồi. Ba người đứng bên cửa vẫn không thấy bóng dáng Lăng Tiêu. Kiều Dương ngồi xổm xuống đất, người ngẩn nhìn chằm chằm xuống sàn. Chẳng lẽ đã vào rồi sao? Tử Tiểu Thiền cau mày, không bảo sớm như vậy đâu. Lạc Hiền cũng ngồi xổm, ngón tay nhẹ nhàng vẽ vòng dưới sàn, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên. Có lẽ... Cái gì? Kiều Dương ngẩng đầu lên nhìn cậu. Có lẽ không phải chuyến bay này. Thưa địch. Sức lực mắng chửi người của Tử Tiểu Thiền cũng bị mất, tựa người vào một cây cột. Dù sao có là tối cũng được, mình cứ chờ ở đây, tôi không tin họ sẽ không đi. Làm sao bây giờ, cứ chờ về sao? Kiều Dương ngồi thẳng xuống đất luôn. Chờ. Tử Tiểu Thiền xoay cầm một cái. Mẹ nó, nếu quả thật phải chơi đòn này, ta có cách. Lăng Tiêu nằm trên giường rất im lặng, giữ một tư thế suốt 2 tiếng không đổi. Mấy lần mẹ cho anh ngủ thiếp đi, có lúc đi tới nhìn mới hay là mắt hắn vẫn mở. Con cũng nên hiểu cho bố mẹ, muốn tốt cho con mà thôi. Mẹ Lăng Tiêu ngồi ở đầu giường, nhất thời không nghĩ ra điều gì để nói. Lăng Tiêu không lên tiếng, trên mặt không lộ ra biểu cảm gì. Còn con trẻ không biết cái gì là có tình cảm hay không, mà tình cảm như vậy làm sao lâu dài được, bố mẹ làm vậy là vì con. Vậy nên bố mẹ muốn vui đùa một chút hả? Lăng Tiêu lạnh lùng mở miệng. Đáng tiếc giải số con cái thì hơi muộn rồi, con không chơi đùa. Mẹ đừng nghĩ bố hay chơi đùa thì con cũng y như bố. Mày nói nhảm cái gì? Cái ly bố cầm trên tay bị ném lên bàn, nước cũng văng đầy đất. Nói lại sự thật. Lăng Tiêu nằm trên giường không động đậy, ánh mắt nhìn lên trần nhà. Cho tới bây giờ con vẫn không hề chơi đùa, cũng chẳng có ý tứ muốn chơi. Con chỉ nhìn về Kiều Dương thôi.
Bố mẹ không có tư cách dạy dỗ con trong chuyện tình cảm đâu. Mày điên rồi. Bố nhảy lên cầm một cái ghế ném về phía anh. Lăng Tiêu không tránh chỉ đưa tay lên cản. Cái ghế nện vào cánh tay. Mẹ kêu lên một tiếng chói tai. Người nhà cũng trở nên rối loạn. Các chú nháo nhào tới kéo tay bố. Các thím thì vây tới bên cạnh anh. Lăng Tiêu nhìn máu muốn tuôn ra từ cánh tay bị chân ghế rạch một đường. Đừng đụng vào con. Mấy người phụ nữ đều ngẩn ngơ không ai bước tiếp về phía trước. Các bà đã quan sát Lăng Tiêu lớn lên. Đứa trẻ này tính khí mạnh mẽ lại bị ép lớn sớm. Một câu nói ra không ai dám động đậy nữa. Không cần lo cho nó, không chết đâu. Bố cậu hung hăng nói một câu. Đúng lúc đó cửa vang lên tiếng gõ nhẹ nhàng. Có người kêu lên một tiếng Lăng Tổng. Bố qua mở cửa, người canh gác bên ngoài đưa đầu vào nhỏ giọng nói một câu. Mấy tên nhóc kia đi rồi. Chắc chắn đã thấy bọn họ lên xe rời khỏi sân bay. Bố đóng cửa lại, xoay người nhìn Lăng Tiêu. Có nghe không? Kiểu xương của mày đi rồi, tình cảm của bọn mày có nói thế nào đi nữa thì cũng ngừng ở đây. Bố còn tưởng nó chờ được một ngày một đêm kìa, cũng đến vậy mà thôi. Lăng Tiêu từ từ nhắm mắt lại, miệng dần dật. Bố im đi. Phụ bản 2, người của ông đây. Tác giả có nhắn thì có thể mô tả sơ về Từ Tiếu Thiên ở truyện hệ liệt này. Câu chuyện diễn ra khi bạn ấy bắt đầu tìm chỗ thực tập do duyên cớ quen biết với đàn chiết, quản lý của khu quán bar cao cấp. Bạn ấy vào đấy để thực tập rồi làm chính thức luôn. Một vị quản lý đàn chiết là một người có phần quái đản, có vợ rồi nhưng thật tình hôn nhân rất thất bại. Bà vợ của đàn chiết cũng vô cùng xinh đẹp, sáng chuẩn nhưng tính khí thì... Đàm Chiết có nói với Từ Tiểu Thiên một câu kinh điển như sau. Mấy đứa đừng có xem AV nhiều quá, riết rồi cứ nghĩ con gái chỉ cần đẹp thôi là được. Vợ anh dáng chuẩn nhất thiên hạ nên anh mới cưới. Bà anh này cũng không thẳng đâu. Nói về mối tình là khiến Từ Tiểu Thiên phải rất vất vả, đau đớn từ thể xác. Bị bố đập cho mấy chập, tới tinh thần dằn mặt thấy tội lỗi lại khổ tâm nhiều thì mới có thể về với Lạc Hiên. Trong đây thì cặp Lăng Tiêu Kiều Dương được mô tả như là một cặp đôi hạnh phúc tung tăng, nhưng dĩ nhiên thì ải phụ huynh vẫn rất nặng. Bố mẹ Kiều Dương thì không cản trở họ, vẫn quá khuyến khích. Bố mẹ Lăng Tiêu thì mới là những phụ huynh đáng sợ. Họ nhất quyết không bỏ kế hoạch 5 năm kia của Lăng Tiêu, vốn không nhân nhượng. Nhưng nghĩ tới việc bố mình đã cao tuổi, bệnh nhiều và lại, nghĩa cha con làm sao mà dứt bỏ ông được, vẫn về nhà thăm viếng. Kiều Dương thì ức chế, nói trước cho anh yêu một câu. Anh mà dám xuất ngoài, em sẽ giết anh trước. Lăng Tiêu cười nói, biết mà, nên anh phải lo cho thân mạng của anh. Tình thế của cửa má thì cũng tới được cao trào khi bố mẹ họ hàng Lăng Tiêu gài được anh ra sân bay và Kiều Dương rơi vào hoảng loạn mới nhớ tới bạn bè. Đây là phần sau của kế hoạch cướp người. Lên đường đi. Bố từ từ nói một câu xong điều kiên định, ánh mắt nhìn vào cánh tay của Lăng Tiêu. Bằng vết thương lại đi, lát nữa ra ngoài người ta nhìn thấy lại khó giải thích. Để mẹ. Lăng Tiêu vội vàng lấy cái ví da của mình, lấy mấy miếng băng cá nhân ra. Được không đó? Thím hai lo lắng hỏi, vết thương trên tay Lăng Tiêu có không nhẹ. Đừng đụng vào con. Lăng Tiêu vẫn nói lời kia, sơ tay ngăn mẹ mình. Từ giường đi xuống, bước vào cửa phòng rửa tay, mở vòi nước xả vào vết thương. Với khi không còn chảy máu nữa, anh cầm lấy chiếc khăn lau một cái, nhìn về phía người bố đang đứng sau lưng mình. Bố phải chuẩn bị tư tưởng xem con như còn chẳng có cách nào bị bố mẹ ép lên máy bay. Nhưng tới nơi rồi con sẽ lên máy bay quay về ngay. Vậy thì bố sẽ đánh mày tàn phế cả đời phải ở nhà cho bố. Bố cũng không thể yếu, cười lạnh nạt đáp. Con sẽ không để bố tìm được mình. Lăng Tiêu lại gần bố mình, anh cao hơn bố nửa cái đầu. Bây giờ vừa đúng mức có thể nhìn từ trên xuống mà nói. Giọng điệu của anh còn lạnh hơn của bố. Đừng ép con, tính cách con là do bố bức mà lên, bố hiểu rõ nhất. Thế này mày định giết ông đây sao? Không tới mức đó, Lăng Tiêu cũng cười, chẳng qua con không phải là đứa nhỏ, con là người trưởng thành. Nếu như con bỏ quan hệ bố con này sang một bên, bố làm gì được con đấy, bố dám làm gì con? Nói xong Lăng Tiêu những lời này, Lăng Tiêu mở cửa phòng bước ra, nhìn bốn người đứng ngoài cửa sổ. Đây là những người bảo vệ mà bạn cũ của bố giới thiệu, nhiệm vụ trước mắt là ngày ngày trốn chạy. Chủ các người bảo đi thôi. Chiều này được không đó? Kiều Dương đứng bên ngoài cửa đại sảnh, nhìn Từ Tiếu Thiên đang tràn đầy tự tin bên cạnh mình. Lỡ như tao sốt ruột quá lúc nhào ra bị té sấp mặt thì sao? Còn mày lắm mà ít có tiền đồ quá hả? Từ Tiếu Thiên cười, cầm đầu lọc thuốc lá quăng vào thùng rác.
Biết đâu, tụi mình đâu ai có kinh nghiệm cướp người kiểu này, ta cũng đâu phải quen làm sao mà ta không sốt ruột cho được. Lạc Hiền đưa lưng về phía họ, nhìn những người đi qua trong đại sảnh. Kiều công tử, uổng công cậu tập taekwondo lâu như vậy, từ đây tới đó chỉ cách có mười mấy mét, lẽ nào thì lại té dập mặt hay sao? Cái này khó nói mà, không phải Từ Tiểu Thiên rất giỏi thể dục sao, vậy mà lúc giàng chân ra cũng té nhào xuống đất. Kiều Sương châm điếu thuốc vẫn ngồi xổm xuống đất, trong tình cảnh này chỉ có dồn hết lực trong cơ thể xuống, tư thế này mới làm cậu vững vàng. Ai cha! Lạc Hiền nhìn Từ Tiểu Thiên, còn chuyện như vậy sao? Vớ vẩn, chuyện cũ không muốn nhắc lại, sợ đàn trống dây dài thôi. Từ Tiểu Thiên xòa mũi, có lẽ sắp ra rồi, nhìn cho kỹ đi. Lúc Lăng Tiêu bị bốn người đàn ông kéo to bao vây từ trong đi cầu thang quán rượu xuống, Từ Tiểu Thiên phối được một phát. Theo địch, thế mà lại núp trong quán rượu, quá giảo hoạt. Bốn tên, Lạc Hiền giống mày một cái. Bốn cũng vậy thôi, nhìn bọn mình mà. Từ Tiểu Thiên đẩy cửa đại sảnh ra, quay đầu nói với Kiều Sương. Bảo bối, tới lúc té dập mặt đi nữa thì mày cũng phải nhanh, có thể đảm bảo cũng bò dậy nhanh như chớp, nghe chưa? Khốn kiếp, nhanh đi. Kiều Sương cũng phất tay một cái, Từ Tiểu Thiên và Lạc Hiền bước vào đại sảnh. Bước tới chỗ đoàn người đang hộ tống Lăng Tiêu, một đám người đang vội vàng đi về phía trước. Bốn người cao to không chú ý tới họ, nhưng Lăng Tiêu đã nhìn thấy. Anh nhíu mày nhưng không lên tiếng, tiếp tục đi theo sau lưng bố mình. Anh không biết Từ Tiểu Thiên đang làm gì ở đây. Lăng Tiêu. Lúc Từ Tiểu Thiên băng qua cửa còn cách Lăng Tiêu mấy mét thì kêu lên một tiếng. Ánh mắt của cả đám người đồng loạt quay lại nhìn. Bố Lăng Tiêu giật mình, ông chưa từng thấy qua Từ Tiểu Thiên và Lạc Hiên, nhưng lập tức kịp phản ứng, đây chính là bạn của Kiều Dương. Ông hạ giọng nói, đây là muốn làm gì? Đem người ra ra đây. Từ Tiểu Thiên thong thả nói một câu, nếu không sẽ ẩu đả một trận tại đây. Phớ phẩn. Bố Lăng Tiêu khẽ tức giận, nghiêng người không muốn tiếp chuyện, đi thôi. Thử một chút không? Từ Tiểu Thiên cao giọng sờ tay lên cùng lúc với Từ Tiểu Thiên đưa về sau. Động tác này làm sao cho tất cả mọi người khẩn trương. Bốn người bảo vệ rất chuyên nghiệp, chỉ làm hai nhóm, hai người chắn trước mặt Lăng Tiêu, hai người chắn trước mặt bố cậu. Từ Tiểu Thiên và Lạc Hiền chắn ngay cửa đại sảnh. Lần này tất cả mọi người đều dồn hết sự chú ý vào cánh tay đặt phía sau của hai người họ. Chỉ có Lăng Tiêu quay mặt đi, không hiểu đôi hành động của họ. Chính là muốn tình thế này, Từ Tiểu Thiên hét một tiếng trong bụng, là bây giờ nè, Kiều Dương mau ra tay. Kiều Dương lúc này chính là mèo cong lưng từ đại sảnh bên ngoài lao tới, mặc dù cậu không biết vì sao mình lại như mèo cong lưng, rõ ràng không ai nhìn thấy mình cậu vẫn phải thấp thỏm như thế. Cũng không phải là chẳng ai thấy cậu, Lăng Tiêu liếc một thấy cái bóng đèn đang lao thật nhanh về phía mình. Anh quay đầu lại thấy Kiều Dương đang tò mò, tới đi như ăn trộm, anh trợn tròn mắt chưa kịp phản ứng đã bị Kiều Dương túm tay kéo đi. Đi, Kiều Dương nói một tiếng từ cổ họng đang nghẹn. Lộ anh xoay người bỏ chạy, mặc dù Lăng Tiêu không hiểu tình thế này bị kéo đi làm cho đảo một cái, nhưng vẫn lao chạy theo Kiều Dương. Rút lui, Lạc Hiền thấy Kiều Dương và Lăng Tiêu đã chạy khỏi đại sảnh thì cũng cười, tay từ từ rút lưng trở về, trên tay là một cây bút phế. Bố Lăng Tiêu sững sờ một chút quay đầu lại, Lăng Tiêu và Kiều Dương đã chạy tới chỗ xe taxi bên kia. Mấy người nghe tôi nói, sau khi xe khởi động, Kiều Dương mới thò đầu từ cửa sổ xe ra. Mẹ nó, đây chính là người của ông. Nói ngược rồi, Lăng Tiêu ở trong xe nhắc nhở cậu, xem đi. Kiều Dương xoay người đẩy anh một phát, lại tiếp tục quay đầu về đám người nhà đang ngẩn ngơ của Lăng Tiêu mà nói tiếp. Để là anh phải ở yên bên cạnh tôi mà thôi, đừng ai mong lấy mất anh. Ông chẳng qua chỉ là ông già của anh, dù anh có là ông già của thiên vương xuống đây cũng không được. Kiều Dương hết những lời này xong thoải mái tựa vào ghế, rất hăng hái mà hô một câu, lái xe. Tài xế căn bản chưa từng nhìn thấy qua chuyện này, sửng sốt một hồi mới lái đi, không ngừng quan sát hai người họ từ kính chiếu hậu. Đại ca à, đừng nhìn, xem tivi đi. Kiều Sương cười tươi lùi về sau giữa kế. Bọn Từ Tiểu Thiên phải làm sao? Lòng Tiêu quay đầu ra phía sau nhìn, người nhà đuổi tới, nhưng khá loạn có vẻ không biết nên gọi taxi đuổi theo hay ra bãi đầu lấy xe. Có sao đâu mà, người nhà hơi sức đầu mà lo bọn nó. Kiều Sương chậm rãi nói một câu đột nhiên nhảy dựng. Giờ cánh tay đánh một phát lên vai Lăng Tiêu, nghĩ một xíu lại thấy chưa hết giận, lại giờ chân đạp cái nữa. Mày nó, anh bị đần sao? Hầm mấy tuổi rồi đã bị người ta gạt tới sân bay giam lại. Em bệt, em không có lòng tốt nói rằng em quen biết anh đâu nha. Em không quen biết anh hả? Lăng Tiêu nắm cậu lại, anh là người của em rồi, thế mà lại nói không quen biết. Biến đi, ai thèm chứ.
Kiều Sương muốn rút tay mấy lần mà không được, thiếu chút nữa đã cắt luôn một phát. Anh muốn em được, đã bảo em nói ngược mà. Lăng Tiểu buông tay ra, đưa tay chọt chọt vào cằm cậu. Kiều Sương thấy ánh mắt kinh ngạc của tài xế cùng với nụ cười rạng rỡ không kìm được kia chọc cho giận không xả được, mắng một câu. Mẹ đó, ép người. Anh nói chứ, Lăng Tiểu nhìn cậu, chiều này thật không ngờ tới, cậu huyết quá. Từ Tiểu Thiền nghĩ ra đó làm sao? Kiều Sương nhíu mắt lại, thực sự không nghĩ là mấy người ở trong quán rượu. Hai đứa nó đeo đao sao? Lăng Tiểu nhớ thấy động tác sờ tay ra sau lưng của Từ Tiểu Thiền và Lạc Hiên, nhìn không được phải bật cười. Làm thêm xíu nữa thì an ninh sân bay sẽ ra mặt đó. Sợ gì, tới đúng lúc mà. Kiều Sương lắc lắc cổ. Em đệt, để lấy lại anh mấy người bọn em chơi giả xíu cũng chả sao. Cả đời anh đây không quên được. Lăng Tiểu nói bên tai cậu, anh yêu em. Từ Tiểu Thiền và Lạc Hiền thấy người nhà Lăng Tiểu vì hết hồn và giận dữ mà loạn vô cùng tần, theo đường khác mà chạy ra ngoài cũng lên taxi. Vừa lên xe đã gọi ngay cho Kiều Sương. Hai người bỏ trốn tới đâu rồi? Chạy tiếp đường cao tốc sân bay. Cổ họng Kiều Sương bị khèn nhưng giọng nói vẫn rất vui vẻ. Xuống đường cao tốc chờ mấy người ăn một bữa tối. Nhất định phải ăn chứ, ông đây vì hai người mà hao tâm tổn sức quá. Mẹ chọn chỗ đi. Không thành vấn đề, hôm nay phải cho Lăng đại thiếu gia khô máu luôn, tao chờ ngày này lâu lắm rồi. Cúp điện thoại xong, Từ Tiểu Thiền mới phát hiện có buộc cố gọi nhớ và một tin nhắn. Cậu rồn rồn nhấn vào xem, hai cuộc của quản lý khu thương mại, hai cuộc của Đàm Chiết, tin nhắn là Đàm Chiết gửi đến. Cậu làm cái quỷ gì mà để khách hàng chờ cả buổi chiều, điện thoại cũng chẳng nghe, lên sườn quất mười mấy bạn hả? Lạc Khiên chưa tới xem tin nhắn cười phá lên, quản lý của cậu thẳng quá hả? Xám cá là ngày mai sẽ bị ống chửi cho tát nước. Thật tình tôi không nghe điện thoại reo. Từ Tiểu Thiền cào tóc. Cậu có nghe không? Không có, hôm nay trông bồn rối quá. Điện thoại có bị mất thì cũng không nhận ra đâu. Nói tới đây thì Lạc Kiên đi sờ điện thoại trong túi mình. Vẫn còn. Cậu mệt không? Sáng con ở ngày thế này. Từ Tiểu Thiền lặng lẽ cầm tay Lạc Kiên nhẹ nhàng nắm lấy mấy ngón tay cậu. Ổn mà, không mệt, kích thích ghê. Lạc Kiên cũng cười. Nhà Lăng Tiêu làm kiểu này là quyết liệt lắm rồi đó. Từ Tiểu Thiền thở dài. Chẳng qua tính anh với bố anh thế kia, chỉ có nước này thôi chứ sao. Nhiều năm như vậy rồi bố anh cứng lắm, không lại chuyển được đâu. Sợ ra bọn mình xem như không tệ. Lạc Hiền cắn môi nhỏ giọng nói. Không cần phải đối mặt với kết cục như thế đúng không? Ừ, bây giờ bọn mình hạnh phúc như bay trên mây. Mở cửa sổ máy bay ra luôn. Phải còn cậu, đoán thử xem. Vớ vẩn, có thế nào thì cậu cũng phải nắm chân sau của tôi. Không, nắm chân sau mà đi. Tại sao phải kéo chân sau? Kéo chân trước không được hả? Thôi đi, chân trước là bước ra ngoài trước còn gì. Phải kéo chân sau. Lạc Hiền cũng nhìn cười, nhưng tại sao cơ? Từ Tiểu Thiền nhìn tài xế nhỏ giọng nói. Nếu tôi bay đi luôn mấy món ăn làm sao thần quỷ khiếp sợ ai dám ăn. Không có người làm vật thí nghiệm cho cậu. Người ta chỉ nhìn mà ăn thôi, chắc chết quá. Hay chá, thật là... Lạc Hiền kéo cánh tay Từ Tiểu Thiền cười nói, tôi có thuốc chết cậu đâu. 40 phút sau, Từ Tiểu Thiền chỉ tài xế, dừng xe tới chỗ Lăng Tiêu và Kiều Sương đang đứng. Lăng Tiêu nhìn thấy xe tới, nhanh chóng nhảy đến bên cửa, móc phí ra trả tiền cho tài xế. Chờ đã, Từ Tiểu Thiền ngăn tay anh lại, tiền này em ra cho, lát nữa anh muốn ra máu thì còn cơ hội. Ra máu chung một lượt, này tính là mấy cc đâu. Lăng Tiêu ngậm kéo mút trong miệng. Để xem nào. Từ Tiểu Thiền nhìn mặt Lăng Tiêu hồi lâu, huyết sắc không thể, không cần đỡ, tiền xe, lên đi. Đi đâu? Kiều Sương quăng điếu thuốc đứng dậy. Tình duyệt, ông đây vẫn muốn ăn ở quán rượu lần cuối, khu mình là một lần cuối, chứ ước chế nghẹn họng mất rồi nè. Kết thúc rồi đó. Phần sau này thì là các cặp đôi vào ăn ở quán siêu sang trọng, mục đích là để Lăng Tiêu khô máu. Nói chung là rất là mỹ mãn và vui vẻ. Có thêm một chi tiết là Đàm Chiết dẫn bà vợ xinh đẹp của mình kia đi ăn ở Tinh Duyệt, thành ra thì đụng mặt hai cặp này. Lăng Tiểu với Lạc Hiền thì đều nhìn ra anh là Đàm Chiết này thật tình không vui vẻ gì bên bà vợ. Rốt cuộc thì Từ Tiểu Thiền đưa ra một kết luận, tình cảm này không liên quan tới chuyện là chọn nam hay nữ, ăn thua là ở chỗ chọn đúng người hay không thôi. Đàm Chiết thì có gian tình với một đồng nghiệp nam của mình, Từ Tiểu Thiền nhận ra và chịu sự bí mật cho sếp mình, thế là Từ Tiểu Thiền không bị đuổi sau sự kiện bỏ phiếu giúp Kiều Sương. Còn chuyện tới đây là kết thúc, các nhân vật chính đều rất hạnh phúc. Lập hố.